Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, đây là chương trình nhận định trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Kyrgyzstan, trận đấu giao hữu trước cái thềm vòng chung kết Asian Cup 2023. Như quý vị và các bạn đã biết thì vào ngày 5 tháng 1 vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Qatar để mà chuẩn bị cho cái vòng chung kết Asian Cup 2023 diễn ra từ ngày 12 tháng 1 tới đây. Và trong cái quá trình ở bên Qatar này thì huấn luyện viên Philip Chuye và các học trò của mình sẽ có một trận đấu giao hữu với đội tuyển Kyrgyzstan, và cái trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 9 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên thì cũng có một số cái lịch thi đấu khác, đó là vào lúc 22 giờ 30 thì chúng ta cùng đợi cái lịch cố định và fix của Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông báo tới cho truyền thông. Còn cái lịch ban đầu là vào lúc 20 giờ ngày 9 tháng 1. Và trận đấu này thì hai đội sẽ đương nhiên rồi sẽ thi đấu giao hữu và thử nghiệm đội hình. Do đó thì nhiều khả năng là rất nhiều những cầu thủ sẽ được sử dụng ở trận đấu này, giống như cách mà trận đấu giữa đội tuyển Indonesia với đội tuyển Libya họ đá với nhau ấy. Là trong trận đấu giao hữu đầu tiên giữa đội tuyển Indonesia với đội tuyển Libya thì hai đội đá với hai đội hình. Trận đấu lượt đi thì Indonesia thua với tỷ số 0-4, thì trận đấu lượt về thì Indonesia đã chỉ thua với tỷ số có 1-2 thôi. Thì cái trận đấu lượt đi giữa Indonesia với Libya thì mỗi hiệp 1 thì Indonesia đá với một đội hình, hiệp 2 đá với một đội hình nữa. Còn trong hiệp trận lượt về thì Indonesia họ chỉ có 5 sự thay đổi người thôi. Vì vậy là Indonesia cũng đã chơi tốt hơn và có được cái kết quả rất là khả quan, và cái lối đá cũng được cải thiện hơn. Còn trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Kyrgyzstan thì chúng ta biết rằng là hai đội bóng này cũng đứng xít sao với nhau trên bảng xếp hạng FIFA, và chúng ta hơn đối thủ một xíu thôi. Thì trong quá khứ thì đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Kyrgyzstan thì chưa gặp nhau lần nào cả. Thì đây là cái lần đầu tiên của đội tuyển Việt Nam với đội bóng này. Thì vì vậy mà cũng sẽ rất là khó để mà so sánh, đúng không ạ? Tuy nhiên xét về mặt năng lực, về mặt thực lực thì mình vẫn đánh giá đội tuyển Việt Nam cao hơn đội tuyển Kyrgyzstan. Cho dù ở giải đấu lần này thì đội tuyển Việt Nam có cái đội hình trung bình, độ tuổi trung bình là chỉ đứng trẻ thứ hai tại Asian Cup 2023. Trong khi đó thì Indonesia là cái đội bóng mà có đội hình trẻ nhất ở giải đấu này, và đứng thứ ba là đội tuyển Nhật Bản. Thì ở cái trận đấu này thì cái giá trị đội hình của Kyrgyzstan là hiện tại đang là thấp nhất ở vòng chung kết Asian Cup 2023. Trong khi đó thì đội tuyển Việt, nói chung là đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Kyrgyzstan thì cái giá trị đội hình cũng không lệch hơn nhau mấy. Đấy, cho nên là nó cũng tương đương thôi. Vì vậy là cái chất lượng đội hình cũng như là cái năng lực của hai đội thì mình đánh giá là đội tuyển Việt Nam chỉ nhỉnh hơn một xíu thôi. Tuy nhiên thì ở giải đấu lần này, trong cái trận đấu giao hữu thì chúng ta cũng không đặt nặng về cái việc thành tích, kể cả huấn luyện viên Philip Chuye cũng như là huấn luyện viên Stakovic của Kyrgyzstan, họ cũng không đặt nặng về mặt thành tích đâu. Và đây là cái trận đấu giao hữu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong cái quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023. Mình nghĩ rằng một trận đấu giao hữu là hơi ít, bởi vì như chúng ta đã biết, những đối thủ của đội tuyển Việt Nam hay những đội bóng khác họ có ít nhất hai trận đấu giao hữu cơ. Thì Indonesia lại có 3 trận, Indonesia còn hôm nay còn đá với Iran nữa. Còn Thái Lan thì cũng có những trận đấu giao hữu với Nhật Bản cũng rất là bổ ích. Vì vậy là cái trận đấu với Kyrgyzstan này sẽ là một trận đấu mà đội tuyển Việt Nam có thể thử nghiệm đội hình, nhưng mà vẫn có được thế trận tốt, vì họ là đối thủ ngang ngửa với chúng ta và cũng là một đại diện đến từ cái khu vực mà Tây Á. Và trong bảng đấu của chúng ta thì cũng có Iraq là cái đội bóng đến từ Tây Á, thì cho nên là chúng ta cũng hoàn toàn có thể có được cái kết quả thuận lợi được. Và mình nghĩ rằng đây là trận đấu mà khả năng đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Kyrgyzstan sẽ hòa nhau có bàn thắng. Cho mình thì cũng không mong chờ vào cái việc mà thầy trò bên Philip Chuye sẽ có được chiến thắng ở trận đấu này. Thì đây là cái trận đấu mà nhiều khả năng huấn luyện viên Philip Chuye sẽ thử nghiệm một số vị trí ở tuyến tiền vệ, vì chúng ta biết rằng là cái tuyến tiền vệ của đội tuyển Việt Nam trong hai trận đấu gần nhất mà huấn luyện viên Philip Chuye xếp đá với đội tuyển Philippines và đội tuyển Iraq ấy, thì Tuấn Anh và Thái Sơn là được đá ở cái vị trí tiền vệ. Đấy, vì bây giờ là chúng ta biết rằng là trong cái đội hình của đội tuyển Việt Nam mang sang
Kata này có cả trường hợp Quang Hải hay là Hùng Dũng hay là Văn Luân nữa. Thì đặc biệt là cái trường hợp của Quang Hải khi mà Hoàng Đức không có mặt ở Asian Cup này vì chấn thương, thì Quang Hải là cái trường hợp mà mình đánh giá là có khả năng sẽ chiếm một suất đá chính, bởi vì cái phong độ của Quang Hải ở V-League ở thời điểm hiện tại là tương đối là cao. Quang Hải cùng với Bùi Hoàng Việt Anh là hai cái cầu thủ nội mà có cái số bàn thắng là tốt 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 nhất ở V-League ở thời điểm hiện tại với 3 pha lập công. Ngoài ra thì Quang Hải cũng có cái phong độ của Quang Hải và cái cảm giác bóng của Hải cũng như là cái khả năng dứt điểm của Hải bây giờ đã tốt hơn rất nhiều so với đầu tiên anh về ở V-League rồi. Thì vì vậy mà cái trận đấu giao hữu này nhiều khả năng Quang Hải sẽ được huấn luyện viên Philippe Chu sử dụng trong cái đội hình chính của đội tuyển Việt Nam, hoặc là thử nghiệm ở cái vị trí này. Ngoài ra thì cũng phải thử nghiệm cả vị trí của Hùng Dũng nữa, xem là cái khả năng đánh chặn như nào, bởi vì trên thực tế thì cái đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở bảng D thì có cả Nhật Bản và Iraq là hai đối thủ mạnh hơn. Vì vậy chúng ta không thể nào mà đá tấn công trước trước đội tuyển hai đội tuyển mạnh như thế này được. Chúng ta phải chọn cái phương án là đá theo cái kiểu là phòng ngự phản công, để mà chúng ta tìm ra cái chờ đối thủ mắc sai lầm rồi đó tung ra cái đường cái, à, những cái tình huống trừng phạt đối thủ. Vì vậy là sẽ cần một tiền vệ đánh chặn, một tiền vệ đánh chặn. Thì ở thời điểm hiện tại thì trường hợp của Đức Chiến dưới những thương rất là đáng tiếc, thì có Hùng Dũng là cầu thủ mà có thể mình nghĩ rằng đánh chặn tốt vì cái kinh nghiệm của Hùng Dũng. Chứ còn trường hợp của Thái Sơn thì ở hai trận đấu trước thì đá cũng tạm ổn, tuy nhiên thì ở những trận đánh lớn ấy, ở những trận đánh lớn và trong một cái giải đấu lớn như thế này ấy, thì sẽ cần có thêm yếu tố kinh nghiệm nữa. Thì Thái Sơn là một cầu thủ mà khá là mỏng cơ và cái chiều cao cũng không tốt. Tất nhiên thì để mà so sánh với Hùng Dũng thì Hùng Dũng không phải là cầu thủ cao, nhưng mà bù lại Hùng Dũng là cầu thủ có kinh nghiệm. Thái Sơn thì thực sự mà nói thì cầu thủ này chơi bóng trong 2 năm trở lại đây thì tiến bộ rất nhanh, và đá ở đội tuyển cũng đá rất là đĩnh đạc, chuyền bóng rất là tin chân. Tuy nhiên thì những cái đường chuyền của Thái Sơn để mà mở ra những cái tình huống tấn công và đường chuyền sắc lẹm để tạo ra cái sự đột biến thì chưa có, kể cả Tuấn Anh cũng như vậy. Đấy, cho nên là sẽ cần một cầu thủ mà chuyền bóng tốt như Quang Hải ở tuyến giữa, thì khi đó chắc chắn là cái nếu mà đá theo cái sơ đồ mà 3-4-3 ấy, đá theo sơ đồ 3-4-3 thì tất nhiên cái hành lang ở hai cánh thì khả năng sẽ là Hồ Tấn Tài và Minh Trọng rồi. Đấy, trung vệ thì mình không nói nhé. À, còn đấy hai vị trí tiền vệ thì khả năng sẽ là Thái Sơn đá với Quang Hải hoặc là Tuấn Anh đá với Quang Hải, hoặc là Hùng Dũng đá với Quang Hải. Thì chúng ta cùng chờ xem là huấn luyện viên Philippe Chu sẽ sử dụng cặp tiền vệ Thái Sơn với Tuấn Anh hay là Hùng Dũng với Quang Hải. Thì nếu sử dụng Hùng Dũng với Quang Hải thì cũng cũng khá là hợp lý rồi, vì Hùng Dũng với Quang Hải là có thời gian chơi bóng cùng nhau rất lâu ở Hà Nội FC và hiểu nhau. Cái sự ăn ý ở tuyến giữa sẽ cực kỳ quan trọng. Nếu như mà kể cả Tuấn Anh hay là Quang Hải có phong độ rất cao nhưng mà hai cầu thủ này lại không đá với nhau nhiều thì nó sẽ khó có thể tạo ra được cái sự kết dính tốt được. Đấy. Cho nên là Hùng Dũng với Quang Hải cũng là một phương án, và Thái Sơn với Tuấn Anh cũng là một phương án. Còn cái sự kết hợp so le khác nữa thì chúng ta cùng chờ xem là huấn luyện viên Philippe Chu sẽ thử nghiệm như nào. Bởi vì trong những cái buổi tập gần đây thì cái video và những cái thông tin về buổi tập là chúng ta không 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 cập nhật được nhiều, không phải vì là đội tuyển Việt Nam ngay cả khi tập ở Việt Nam thì cũng giấu bài khá là kỹ. Đấy, cho nên là sẽ rất khó để mà chúng ta đoán được cái ý đồ của huấn luyện viên Philippe Chu như thế nào, và đặc biệt là trận đấu này thì khán giả cũng khó mà tiếp cận được, đúng không ạ? Thì chúng ta cùng chờ xem là cái tỷ số như nào và xem cái đội hình ra sân như nào để chúng ta cùng 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 dự đoán và biết thôi. Chứ còn vẫn phải chờ tới ngày 14 tháng 1 khi mà đội tuyển Việt Nam thi đấu chính thức với đội tuyển Nhật Bản ở trận đấu ra quân. Còn trên hàng tiền đạo thì mình nghĩ rằng ở thời điểm hiện tại Văn Toàn với Tuấn Hải sẽ khả năng là sẽ chiếm được hai vị trí hai cánh, một tiền đạo trái và một tiền đạo phải. Còn tiền đạo cắm sau khi mà Tiến Linh rời đội tuyển vì chấn thương ấy, thì mình nghĩ rằng là Văn Tùng bây giờ là hợp lý nhất. Đấy, Văn Tùng là hợp lý nhất, bởi vì là Văn Tùng có khả năng hoạt động độc lập cũng như là khả năng hỗ trợ đá pressing ép cướp bóng ngay bên phần sân của đối thủ được, và Văn Tùng là cũng là tiền đạo cao to, chúng ta có thể tận dụng được từ những cái pha bóng bổng được. Còn cũng không ngoại trừ khả năng huấn luyện viên Philippe Chu sẽ đá tiền đạo ảo, và khi nếu như đá tiền đạo ảo thì không ngoại trừ khả năng Quang Hải sẽ được 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 xếp vào vị trí đó đâu. Đấy, nếu như mà Quang Hải mà đá vị trí tiền đạo ảo thì ở vị trí tiền vệ kia sẽ
khả năng vẫn sẽ là Tuấn Anh và Thái Sơn đấy, để chúng ta cùng chờ xem ông Philippe Chu ông sẽ bố trí đội hình như thế nào mà thôi. Còn ở hàng hậu vệ thì mình nghĩ rằng Nguyễn Philippe, à hàng thủ môn, ở vị trí thủ môn thì Nguyễn Philippe là cái cầu thủ mà khả năng sẽ bắt chính, khả năng sẽ bắt chính. Tất nhiên trong buổi trận đấu giao hữu như thế này thì sẽ là một trận đấu hiếm hoi để mà Nguyễn Philippe thể hiện trước khi bước vào giải đấu chính thức. Chứ còn đúng là Đình Triệu cũng đang có phong độ tốt, còn Văn Việt cũng, cầu thủ môn trẻ Văn Việt cũng chơi rất tốt đấy, nhưng mà chúng ta cũng chưa thể nào mà huấn luyện viên Philippe chưa thể nào dám để Văn Việt có thể bắt chính ở Asian Cup lần này được. Nguyễn Philippe vẫn là lựa chọn hàng đầu. Còn ba trung vệ mình nghĩ rằng nhiều khả năng hai suất trong số đó sẽ thuộc về Thanh Bình và Bùi Hoàng Việt Anh. À, suất còn lại khả năng sẽ là của Phan Tuấn Tài hoặc là của Ngọc Bảo. Và nếu như Duy Mạnh mà đã khỏe mạnh hoàn toàn rồi thì khả năng Duy Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh và Thanh Bình khả năng sẽ đá đấy. Thì chúng ta sẽ cùng chờ xem. Còn trận đấu này thì mình dự đoán là đội tuyển Việt Nam với tuyển Kyrgyzstan sẽ hòa có tỷ số, và hai đội sẽ đá thay đổi người rất là nhiều để mà phục vụ cho cái ý đồ chiến thuật của mình. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với tuyển Kyrgyzstan diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay, tối ngày 9 tháng 1. Thì chúng ta hiện tại thì chưa thấy cái đài nào, chưa có cái sóng truyền hình và hai đội đã kín, cho nên là chúng ta sẽ không thể nào mà xem trực tiếp được. À, quý vị và bạn có thể dự đoán tỷ số của trận đấu này phía dưới phần bình luận của video. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. À, xin hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những chương trình tiếp theo trên kênh YouTube Thuật Thể Thao.